Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Viettel Store TV. Và như chúng ta có thể thấy thì những chiếc smartphone có mức giá trong phân khúc từ 3 đến 5 triệu đồng thì luôn chiếm được rất là nhiều sự quan tâm của người dùng bởi vì nó phù hợp với thu nhập của phần đa người Việt Nam chúng ta, phải không nào? Và chính vì vậy mà các hãng điện thoại hiện nay thì không bỏ qua miếng mồi béo bở đó và thi nhau tung ra thị trường những cái sản phẩm nhắm vào phân khúc này để có thể cạnh tranh nhau, khiến cho cá nhân người dùng chúng ta thì cũng cảm thấy vô cùng là băn khoăn cũng như là khó khăn để có thể lựa chọn cho mình một cái sản phẩm smartphone phù hợp với nhu cầu của cá nhân mình, đúng không nào? Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ gợi ý cho các bạn top 5 smartphone trong mức giá từ 3 đến 5 triệu đồng mà mình đánh giá là tốt nhất và ấn tượng nhất mà các bạn không nên bỏ qua. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Chiếc điện thoại đầu tiên mà mình muốn gợi ý cho các bạn ngày hôm nay đó là một sản phẩm đến từ thương hiệu đình đám nhà Samsung. Đó chính là chiếc điện thoại Samsung Galaxy M20. Chiếc điện thoại này thì đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm cũng như là lọt vào danh sách những chiếc smartphone bán chạy nhất trên thị trường smartphone chính hãng trong phân khúc giá đó là hơn 3 triệu đồng. Vậy thì điều gì đã khiến cho chiếc M20S của chúng ta lại trở nên hot đến như vậy? Đầu tiên đó là do chiếc máy này có sở hữu một cái dung lượng pin mạnh mẽ lên tới đó là 5.000 mAh cùng với công nghệ sạc nhanh siêu tốc. Galaxy M20 đã đem lại cho chúng ta những cái trải nghiệm tối đa cũng như là liền mạch cho người dùng. Với dung lượng pin lớn nhất trong phân khúc thì người dùng Galaxy M20 có thể thoải mái sử dụng liên tục trong vòng 24 giờ đàm thoại. Và ngoài ra thì Samsung Galaxy M20 của chúng ta được trang bị hai camera sau 13 megapixel và 5 megapixel với góc chụp siêu rộng đó là 120 độ tương tự như góc nhìn của mắt người. Và với bộ đôi ống kính như thế thì Samsung Galaxy M20 có khả năng lưu trữ trọn vẹn mọi kỷ niệm cũng như là khoảnh khắc dù chỉ là thoáng qua trong cuộc sống một cách vô cùng là chân thực, hệt như những gì mà người dùng chúng ta có thể thấy. Và hiện tại thì Samsung Galaxy M20 đang được bán tại Viettel với mức giá chỉ hơn 3 triệu đồng thay vì mức giá niêm yết là đến 5 triệu đồng. Và chiếc điện thoại thứ hai trong danh sách ngày hôm nay mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là chiếc điện thoại Oppo A5 2020. Oppo A5 thì khoác trên mình một cái vẻ bề ngoài vô cùng là thời trang, trẻ trung và đi kèm với đó là màn hình giọt nước vô cùng thời thượng. Và không chỉ vậy, chiếc máy này còn sở hữu lên tới đó là 4 camera phía sau với rất là nhiều tính năng chụp ảnh chuyên nghiệp giúp bọn chúng ta có thể thoải mái, thỏa sức khám phá. Điểm nổi bật trên chiếc điện thoại này đó là nó sở hữu viên pin cực kỳ khủng lên tới đó là 5.000 mAh cùng với hiệu năng vô cùng là mạnh mẽ đem lại cho chúng ta những cái trải nghiệm như là chơi game hay là xem phim đều vô cùng là mượt mà và thích. Thiết bị này hướng tới giới trẻ, hướng tới những ai yêu thích thiết kế trẻ trung và có một chiếc điện thoại đẹp trong tay để có thể chụp ảnh selfie đẹp này với mức giá thì phải chăng. Và hiện tại thì em điện thoại này đang được bán ra tại Viettel Store với mức giá vô cùng là rẻ, chỉ với hơn 4 triệu đồng thôi và cùng với đó là rất nhiều ưu đãi đặc biệt khác. Và để có thể biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này thì các bạn hãy cùng nhanh tay truy cập theo đường link mà mình để ở phía dưới phần miêu tả nhé. Và đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách ngày hôm nay của chúng ta, mình xin được giới thiệu với các bạn một sản phẩm đến từ thương hiệu Trung Quốc cũng đang vô cùng là hit hot trong thời gian vừa qua, đó chính là chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 8. Xét về ngoại hình thì Redmi Note 8 có ngôn ngữ thiết kế tương tự như Redmi Note 8 Pro với khung kim loại nguyên khối được hoàn thiện với độ chi tiết rất là cao, đem tới cho chúng ta cái cảm giác vô cùng là bền bỉ cũng như là chắc chắn. Và chiếc máy này thì được trang bị màn hình đó là IPS với kích thước lớn lên tới là 6,3 inch cùng với mặt kính vắt cong 2,5D, độ phân giải là Full HD+, độ sáng là 450 nit cho cái khả năng hiển thị vô cùng là tốt, màu sắc tái hiện thì trung thực cũng như là hình ảnh vô cùng là chi tiết. Và không chỉ vậy, chiếc máy này còn sở hữu một hệ thống camera khủng với cụm 4 camera sau, trong đó camera chính có độ phân giải khủng lên tới là 48 megapixel và đi cùng với đó là camera phụ 8 megapixel và 2 megapixel hỗ trợ chụp góc rộng và hỗ trợ đo độ sâu trường ảnh để chúng ta có thể chụp những cái bức ảnh xóa phông. Và giống như mọi sản phẩm đến từ nhà Xiaomi thì Redmi Note 8 cũng mang trong mình một cấu hình mạnh mẽ và dung lượng pin rất là lớn, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể thoải mái cũng như là yên tâm khi mà sử dụng. Và chiếc điện thoại tiếp theo mà mình sẽ giới thiệu với các bạn đó chính là chiếc điện thoại Vivo Y19. Chiếc điện thoại này thì sở hữu những ưu điểm vô cùng là nổi trội so với những sản phẩm khác trong cùng phân khúc. Y19 của chúng ta trang bị màn hình tràn đó là Halo 6.53 inch với 4 cạnh tràn viền hoàn mỹ cùng với đó là camera selfie giọt sương được thiết kế vô cùng là tinh tế. Và kết hợp với thiết kế cong cạnh 3D tạo cho chúng ta những cái cảm giác cầm nắm vô cùng là mềm mại cũng như là thoải mái. Tỷ lệ màn hình trên thân máy mở rộng lên tới đó là 90,3%, kết hợp với đó là độ phân giải Full HD+, mang tới cho chúng ta những cái trải nghiệm hình ảnh vô cùng là cao cấp, thoải mái ở mọi góc nhìn. Và không chỉ có thiết kế hoàn hảo, mà chiếc máy này còn được trang bị hệ thống camera tốt với cấu hình khủng. Cụ thể là chiếc máy này sở hữu con chip đó là Helio P65, đi kèm với RAM lớn lên tới là 6GB và bộ nhớ trong lên tới là 128GB. Và không dừng lại ở đây, chiếc máy này còn sở hữu một cái viên pin siêu khủng lên tới đó là 5.000 mAh dẫn đầu trong phân khúc giá này. Và kết hợp với công nghệ tiết kiệm pin thông minh thì chắc chắn rằng chiếc máy này có thể giúp cho các bạn có được những trải nghiệm lâu hơn và tốt hơn rất là nhiều.
Và chiếc điện thoại cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay đó chính là một chiếc smartphone đến từ thương hiệu con của Apple, đó chính là chiếc điện thoại Realme 5. Realme 5 là sản phẩm mới ra mắt thị trường và được đông đảo người dùng chúng ta quan tâm nhờ cái mức giá vô cùng là hấp dẫn, cùng với đó là cấu hình vượt trội so với những chiếc smartphone cùng phân khúc. Và cụ thể, chiếc máy này có thiết kế thì vô cùng là sexy, đẹp mắt, cùng với đó là màn hình có kích thước lớn lên tới là 6,5 inch, có độ phân giải là HD+. Về camera, chiếc máy này sở hữu một camera selfie đó là 13 megapixel và 4 camera phía sau với đầy đủ những cái chức năng như là chụp góc rộng này, chụp ảnh xóa phông hay là chụp macro. Và ngoài ra thì chiếc máy này còn sở hữu con chip đó là Snapdragon 665 vô cùng là mạnh mẽ và dung lượng pin khủng đó là 5000 mAh. Và nếu như các bạn là một người trẻ và yêu thích công nghệ, muốn tìm cho mình một chiếc smartphone sở hữu nhiều ưu điểm như là camera khủng này, pin trâu, cấu hình ổn mà lại có một mức giá đâu đó chỉ khoảng 4 triệu đồng mà thôi thì Realme 5 chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt nhất cho các bạn đấy. Vậy là vừa rồi thì mình đã tổng hợp lại cho các bạn top 5 chiếc điện thoại trong tầm giá từ 3 đến 5 triệu đồng mà đáng mua nhất hiện nay. Và các bạn thấy như thế nào hay là các bạn có ý kiến nào khác không? Hãy cùng nhanh tay comment ở phía dưới phần bình luận để chúng ta có thể thảo luận thêm nhé. Và nếu như các bạn có quan tâm đến những chiếc sản phẩm mà mình vừa mới đề cập ở trên, hãy cùng nhanh tay truy cập theo đường link mà mình để ở phía dưới phần miêu tả nhé. Và đừng quên là hãy like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.